Một tuần mới lại tới, xin gửi lời chào thân mến tới quý độc giả của Báo Đồng Nai. Mời quý vị bây giờ cùng Báo Đồng Nai cập nhật tin tức cùng tin nhanh audio. Bản tin hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 6 có các nội dung sau. Bổ sung hai dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tin của Phạm Tùng. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Theo quyết định này, hai dự án gồm dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và đầu tư mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thuộc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ được bổ sung vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Trước đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất bổ sung hai dự án này vào danh mục nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa vào vận hành khai thác. Với dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo các địa phương đã thống nhất quy mô mặt cắt ngang đầu tư giai đoạn 1, đồng thời thống nhất đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng nghị quyết thí điểm về cơ chế chính sách đặc thù cho dự án để trình Quốc hội. Còn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC cũng đã có nghiên cứu đề xuất các phương án nâng cấp mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Với dự án này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề nghị lựa chọn phương án đầu tư mở rộng đoạn với quy mô 10 làn xe. Giới thiệu tiềm năng hợp tác giữa Đồng Nai và Brazil, tin của Văn Gia. Đoàn doanh nghiệp Brazil cuối tuần qua đã đến thăm và làm việc tại Đồng Nai. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã giới thiệu với đoàn về tình hình kinh tế xã hội, định hướng phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới. Đồng Nai mong muốn đón nhận các doanh nghiệp Brazil đến đầu tư vào sản xuất kinh doanh, đồng thời là cầu nối giao thương với Brazil và khu vực Nam Mỹ rộng lớn. Đại diện đoàn doanh nghiệp Brazil cho biết, Brazil và Việt Nam là những quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới. Nếu hai nước hợp tác thì có thể làm được rất nhiều trong nâng cao giá trị nông sản hàng hóa. Brazil cũng mong muốn hợp tác với Đồng Nai trên các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ. Việt Nam và Brazil đã thiết lập quan hệ ngoại giao 35 năm và có 17 năm quan hệ đối tác toàn diện. Hiện Brazil là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latin. Năm 2023, trao đổi thương mại giữa hai bên vượt 7 tỷ đô la Mỹ. Sôi nổi hội thao những người làm báo tại Đồng Nai năm 2024. Tin của Hà Lê. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Cuối tuần qua, Báo Đồng Nai phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất đã tổ chức hội thao những người làm báo tại Đồng Nai. Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn cho biết, hội thao là dịp giao lưu thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự gắn kết giữa những người làm báo đang công tác tại Đồng Nai, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh và các trung tâm văn hóa thông tin thể thao các huyện thành phố. Thông qua hoạt động giao lưu đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người làm báo được gặp gỡ, giao lưu, góp phần phục vụ tốt hơn trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Hội thao đã thu hút gần 200 vận động viên thi đấu 3 bộ môn gồm bóng đá, cầu lông và đập niêu. Tuyên truyền sử dụng ứng dụng iSpeed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G, tin của Hải quân. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn về việc tuyên truyền sử dụng ứng dụng iSpeed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G. Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, vận động công chức, viên chức, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng chủ động cài đặt và sử dụng công cụ iSpeed. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng iSpeed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G. Công cụ iSpeed cho phép người sử dụng tự đo tốc độ, đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng thông mọi thời điểm. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, các doanh nghiệp sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng để cung cấp chất lượng dịch vụ phù hợp với nhu cầu, đáp ứng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số của địa phương và trên toàn quốc. Cần trục trên xà lan thi công bờ kè quấn sập nhà dân ven sông Đồng Nai, tin của Khắc Thiết. Thưa quý vị, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 8 tháng 6 xảy ra sự cố cần trục trên xà lan va đập vào ngôi nhà sát bờ sông của một hộ dân. Đây là phương tiện đang thi công dự án bờ kè sông Đồng Nai đoạn qua khu phố Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, chủ căn nhà cho biết, cần trục trên xà lan va vào tường nhà rồi kéo sập ngôi nhà trong chốc lát. Thời điểm đó đang có gần 10 người vui chơi câu cá gần khu vực xảy ra sự cố, nhưng may mắn không có ai bị thương. Chiếc cần trục cũng đã bị đổ xuống khu đất nhà bà Lan khiến nhiều cây cối và đồ đạc khác của gia đình bị hư hỏng. Khu vực xảy ra sự cố thuộc gói thầu thi công số 6 do công ty Hùng Vương thi công thuộc dự án kè sông Đồng Nai, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình thi công dự án, bất ngờ thời tiết chuyển mưa kèm theo gió giật mạnh đã làm tuột dây neo của xà lan, do đó xà lan trôi lệch theo dòng nước khiến cần trục va vào nhà dân. Nghệ nhân Đồng Nai đạt giải nhất hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, tin của Ngọc Liên.
Hôm qua ngày 9 tháng 6, tại hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây 2024 tổ chức tại khu du lịch Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh, một nghệ nhân của Đồng Nai đã xuất sắc đạt giải nhất. Đó là nghệ nhân Lâm Minh Tiến ở xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu với tác phẩm Đất Việt rạng danh con cháu Lạc Hồng. Tác phẩm có chiều cao 5m được làm từ 105 loại trái cây rau củ khác nhau. Đây là tác phẩm sử dụng trái cây nhiều nhất tại hội thi. Nghệ nhân Lâm Minh Tiến cho biết đây là lần thứ 2 ông tham gia hội thi và đều đạt giải cao. Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội trái cây Nam Bộ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8. Các tác phẩm nghệ thuật tạo hình trái cây mang chủ đề về tình yêu, ca ngợi quê hương đất nước, sử dụng nhiều loại trái cây rau củ quả từ khắp các vùng miền trên cả nước. Quý vị vừa nghe và cập nhật tin tức cùng Tin Nhanh Audio của Báo Đồng Nai.